Chào các bạn. Tú Anh đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi nhìn biển tên tôi biết ngay. Bạn Thiên Kim, tên rất đẹp. Bạn Thúy Hạnh ạ. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn bạn quen quen như là mình được gặp nhau ở đâu rồi. Vâng, em đã tham gia chương trình trước rồi ạ. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho người quen. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đùa Hình Bắt Chữ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình và chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đùa Hình Bắt Chữ. Bạn Tú Anh, bạn biết rõ luật chưa? Dạ, em biết rõ rồi ạ. Bạn Thiên Kim biết chưa? Biết rõ rồi ạ. Chắc chắn là rõ rồi nhá. Chắc chắn rồi. Tôi tưởng là chưa rõ thì nhờ bạn Thúy Hạnh bạn hướng dẫn cho. Bởi vì bạn quay 2 lần ở chương trình rồi. Thúy Hạnh, tâm trạng của bạn bây giờ thế nào so với lần trước? Em rất vui khi được đứng ở đây lần thứ hai ạ. Và cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều so với lần thứ nhất ạ. Quyết tâm thế nào nhỉ? Quyết tâm giành chiến thắng ạ. Đúng rồi, quyết tâm giành chiến thắng. Như vậy là bây giờ tôi chỉ lo cho bạn Tú Anh và bạn Thiên Kim thôi đấy. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Bắt đầu. Mời bạn Thúy Hạnh. Em xin trả lời là cánh cửa. Đáp án chính xác đó là cánh cửa. Cánh cửa được đóng bằng gỗ, bằng kính hoặc sắt, được lắp vào một trục bản lề để đóng, mở được. Mời bạn nhận điểm đầu tiên. Miếng ghép thứ hai. Gì đây? Mời bạn Thiên Kim. Đáp án của em là bao thư. Bao thư là đáp án không thể sai được, đó là bao thư. Cách gọi khác của phong bì là bao giấy bên ngoài được dán kín, đựng lá thư ở bên trong. Bao thư. Mời bạn. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là dưa hồng ạ. Dưa hồng là đáp án hoàn toàn chính xác. Các bạn có bàn nhau trước không đấy? Là lần lượt từng người ghi điểm một. Dưa hồng, loại dưa quả nhỏ hơn dưa hấu, vỏ màu vàng hơi nhạt và có ngả hồng. Mời bạn. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là hình thành ạ. Hình thành. Rất thông minh, đó chính là hình thành. Nảy sinh và bắt đầu tồn tại như một thực thể, một nếp sống mới đang dần được hình thành, một cuộc sống mới đang hình thành. Mời bạn. Miếng ghép thứ năm. Mời bạn Tú Anh. Phòng lửa. Chưa chính xác. Xin mời bạn Thúy Hạnh. Em thấy anh là phòng cháy ạ. Không phải. Mà là... Mời Thúy Hạnh. Em thấy anh là phòng nóng ạ. Không đúng. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là nóng lửa. Nóng lửa. Không phải. Mời bạn Thiên Kim. Phòng hỏa. Phòng hỏa. Chết một câu mới. Nhưng mà không đúng với chúng tôi. Tiếp tục. Xin mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là cửa hỏa. Cửa không đúng. Liên tục nữa đi nào. Khó lắm tôi mới gợi ý. Tiếp tục. Trong số những đáp án các bạn đưa ra, chẳng qua là cái trật tự từ nó bị... Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là cháy phòng ạ. Đáp án chính xác đó là cháy phòng. Đúng là các bạn trẻ chơi nhiệt huyết, phải tưng bừng. Đáp án chính xác, bạn cộng thêm cho mình một điểm. Đó là điểm thứ 3 và chúc mừng bạn. Bạn là người đầu tiên bước vào vòng 2. Cảm xúc của bạn thế nào? Dạ, em rất là vui ạ. Thở phào nhẹ nhõm không? Dạ vâng ạ. Bạn thở phào nhẹ nhõm thì hai người bên cạnh đâu lại lo lắng. Và đứng về phía tâm lý mà nói thì bạn Thúy Hạnh là người lo lắng hơn cả. Lần thứ 2 rồi mà chẳng may mà lại
chẳng may thôi, phỉ phú xin lỗi. Nhưng mà cũng chẳng biết thế nào, nhỡ bạn Thiên Kim mà đúng, tôi cũng không nói gì nhá. Thôi, tự nhiên tôi càng nói tôi càng thấy có gì đó sai sai. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Thiên Kim. Dance. Gì ạ? Quên mất luôn rồi. Quên luôn, tiếp tục. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thanh là đàn chim ạ. Đàn chim đáp án chính xác. Đàn chim ý nói là chỉ một đàn gồm những con chim. Vâng. Đúng không nào? Những con chim sống theo từng đàn. Chúng ta chỉ đàn chim. Thúy Hạnh, cộng thêm một điểm. Cảm ơn ạ. Miếng ghép thứ 7. Đây thực sự là khó khăn đối với Thiên Kim. Mời bạn Thiên Kim. Chợ ga. Không đúng. Em thấy là chợ tàu ạ. Không phải. Mà là mời bạn ga Thiên... chợ. Không đúng. Mời bạn Thiên Kim. Tàu buôn. Không phải. Mời bạn Thúy Hạnh. Em anh là tàu chợ ạ. Tàu chợ là đáp án chính xác. Tàu chợ để phân biệt với tàu nhanh ngày xưa ấy, là chúng ta có tàu nhanh và tàu chậm. Tàu chậm thường được hiểu như là tàu chợ. Hầu như ga nhỏ, ga xếp nào tàu đấy cũng đỗ. Để cho những người đi có thể là họ mang hàng từ đây đến chỗ kia, đến chợ kia họ bán, chiều họ lại nhảy tàu họ đi về. Tàu chợ. Thúy Hạnh đã trả lời được miếng ghép thứ 3 và bạn là người thứ 2 bước vào vòng thi tiếp theo của chương trình. Thiên Kim lo lắng ban đầu quả nhiên là không thừa. Hai cô gái mặc áo đỏ, váy đỏ rất là đẹp và ép bạn màu tím ở giữa. Và đương nhiên rồi, họ đã giành 3 điểm trước bạn. Vâng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và bạn ra về với một phần quà của chương trình. Xin mời. Vâng. Quà của chương trình xin gửi tặng bạn. Bạn thấy thế nào khi mà mình phải ra về sớm như thế này? Thực ra thì ngay từ khi bước lên trên bục kia, em đã chuẩn bị sẵn tinh sàng tinh thần cho cả hai tình huống rồi. Vâng. Một là ở lại, hai là ra về. Và có tình huống thứ ba không? Tình huống mà tuyệt vời nhất mà em nghĩ đến đó là đứng được ở đây và trả lời vào vòng 4. Bạn còn sẽ quay trở lại chương trình. Vâng. Chúng tôi sẽ mời bạn quay trở lại chương trình để tham gia ở một chương trình khác. Vâng. Hy vọng rằng lúc đó bạn thực sự tỏa sáng và có cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn. Còn bây giờ xin chào bạn. Vâng. Thưa quý vị, rất nhanh, hai cô gái với màu đỏ rực rỡ trên người đã vào vòng 2 của chương trình. Và bây giờ chính là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng họ. Thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để bắt đầu phần 2 của đuổi hình bắt chữ. Bây giờ sẽ là hai cô áo váy đỏ với một chàng bộ đồ xanh. Cộng với rất nhiều hình vẽ của đuổi hình bắt chữ. Tôi thấy bạn Thúy Hạnh đang thể hiện cái bản lĩnh của mình. Còn bạn Tú Anh đang thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn. Hứa hẹn sẽ có những phần chơi rất là thú vị. Bạn Nguyễn Thị Tú Anh, sở trường là nấu ăn ngon và biết quan tâm đến mọi người. Sở đoản là rất hay quên đồ nhưng không bao giờ quên tiền. Em thì thường là ai vay em tiền em không có quên. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì? Lý do tham gia chương trình của em là em xem chương trình từ hồi rất bé. Ừ. Và em rất thích chương trình, em thấy chương trình rất là thú vị và ý nghĩa. Lý do thứ hai là em muốn được lên TV ạ. Ừ. Xem mình có xinh hơn bên ngoài hay không ạ. Và được muốn được giao lưu trò chuyện với anh Xuyên Bắc ạ. À ha. Bạn xem chương trình từ bao giờ, bạn Tú em Anh? Em xem từ hồi cấp 2. Bạn Thúy Hạnh. Đây, cái bản đăng ký của bạn làm rất kỹ càng. Làm đúng đuổi hình bắt chữ kiểu này. Bạn có vẻ khéo tay đúng không?
Họ và tên Hà Thị Thúy Hạnh, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Quê quán Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên. Yêu màu tím, thích sự thủy chung, thích đọc và sưu tầm sách, đặc biệt là sách về khoa học. Thích đọc truyện tranh, đặc biệt là Conan và Doraemon. Thích đi du lịch khám phá những vùng đất mới, thích chụp ảnh bất kỳ những cảnh đẹp nào mà bắt gặp được. Sở trường là cẩn thận, biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến mọi người. Lý do tham gia chương trình là? Lý do tham gia chương trình của em, thứ nhất là em rất yêu thích chương trình ạ. Và muốn nó thử, muốn trải nghiệm phiên bản mới của chương trình, bởi vì giải thưởng rất là thú vị ạ. Thứ hai là em rất là hâm mộ anh Xuân Bắc ạ. Và muốn gặp gỡ và giao lưu với Xuân Bắc ở ngoài đời ạ. Và muốn hỏi anh Xuân Bắc một câu hỏi ạ. Về đời tư hay về công việc? Không, hỏi ở đây cũng được ạ. Được. Vâng, em rất là hâm mộ anh ạ. Và anh hay livestream ở trên Facebook ạ. Và mỗi tối cuối tuần. Đúng rồi. Thì em comment chào anh, nhưng mà tại sao anh lại không chào lại em mà lại chào cái bạn comment trước em ạ? Hoặc là sau em đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hỏi mỗi câu đấy thế à? Em cảm thấy bất công ạ. Nickname của bạn là gì? Nick Facebook của em là Hà Thúy Hạnh ạ. Hà Thúy Hạnh gì? Vâng ạ. Chưa bao giờ tôi trả lời. Chưa bao giờ luôn. Vâng. Rồi, đợt tuần tới tôi sẽ trả lời. Hà Thúy Hạnh, nhớ nhá. Vâng ạ. Nhớ bảo các bạn cùng tham gia cho vui nhá. Vâng ạ. Chương trình đấy vui không? Có ạ. Rất vui. Giải thưởng to. Còn có quà nữa ạ. Hả? Lại còn có quà nữa. Quà. Được rồi. Nhá, tôi sẽ chào bạn Hà Thúy Hạnh. Vâng. Ở đây bạn ghi là đặc biệt thích ăn. Vì sao lại như vậy? Tại vì khi buồn thì em thích đi ăn ạ. Ừ. Nhưng mà nhìn người em thế này thì điều đó chứng tỏ là em rất là một người rất là lạc quan ạ. Và ít khi buồn ạ. Tức là ít khi đi ăn hả? Ở đây bạn còn ghi rất rõ ràng là gì? Bạn ấy cho rằng khi buồn chỉ có đi ăn, bởi vì chỉ có đồ ăn mới che lấp đi mọi nỗi buồn. Đấy là một cách suy nghĩ đúng là rất lạc quan. Phần 2, các bạn sẵn sàng chưa? Một tràng vỗ tay để chính thức vào vòng 2. 300.000 đồng tiền thưởng cho mỗi câu. Hai bạn được quyền suy nghĩ đến khi người đầu tiên nhấn chuông trả lời. Nếu người đó trả lời đúng sẽ nhận 300.000 đồng tiền thưởng. Nếu sai, người còn lại còn 10 giây. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Mỗi người chỉ được trả lời một lần duy nhất. Bắt đầu. Mời bạn Tú Anh. Nhãn bảng ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Thúy Anh. Em đây là bảng nhãn ạ. Bảng nhãn, đáp án chính xác. Bảng nhãn là học vị của người đỗ thứ hai sau Trạng Nguyên trong khoa thi đình thời phong kiến. Bảng nhãn. Mời bạn. Miếng ghép thứ hai. Đây là gì? Xin mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là kiến sư tử ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là kiến sư tử. Nhiều người sẽ hỏi kiến sư tử là kiến gì? Tôi xin trả lời ngay. Kiến có hai cặp cánh dài, hẹp và có nhiều gân, thường ăn mật hoa, phấn hoa, hoặc một số loài thì ăn thịt các loại chân khớp nhỏ khác. Kiến sư tử. Mời bạn nhận tiền thưởng. Trả lời tiếp nào. Bên ăn bên ngủ đang cân bằng rồi. Xin mời. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thấy anh là cổ tàu ạ. Không phải. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là áo cổ tàu ạ. Đáp án của chúng tôi là áo cổ thuyền. Các bạn nghe biết cổ tàu như là cổ kiểu của người tàu đúng không? Đây là áo cổ thuyền. Miếng ghép thứ tư. Em thấy mời bạn Thúy Anh. Gì nào? Nhà cười ạ. Đáp án hoàn toàn đúng. Nhà cười. Nhà cười là ngôi nhà bên trong lắp nhiều loại gương. Khi soi vào thì người soi sẽ bị biến dạng thành gầy hoặc béo khác nhau, khiến cho mọi người bật cười về hình dáng đặc biệt của mình khi soi vào gương. Nhà cười. Mời bạn. Miếng ghép thứ năm. Rất nhanh, tập trung nào. Em thấy anh là cơm nắm ạ. Chưa chính xác. Mời Tú Anh. Rau cơm ạ. Đáp án của chúng ta là cơm, được đựng trong niêu đất có tay cầm. Món cơm này rất độc đáo bởi cách ăn,
đó là cơm tay cầm. Miếng ghép thứ 6. Hãy so sánh con ong và con chim nó thế nào mà nó đang bay được, còn cuốn sổ, cái đồng hồ. Khi chúng ta để một đồ vật gì đó mà ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy đâu, cũng không thấy ai lấy chúng ta rồi. Ô, vừa để đây mà, thế nào? Chúng ta bỗng nhiên mất một cái gì đấy, để một cái gì ở đây này mà không... Em thấy là không cánh mà bay ạ. Đáp án chính xác. Mời bạn. Miếng ghép thứ 7. Em thanh là lao công ạ. Chưa chính xác. Rất nhiều việc. Mời bạn Tú Anh. Công việc ạ. Chưa chính xác. Làm công là đáp án của chúng tôi, thưa quý vị. Làm công, làm việc để lấy tiền công. Miếng ghép thứ 8 đang chờ các bạn. Tập trung. Đây là gì? Mời bạn Thu Anh. Em xin đoán là tay sách nách mang. Không, chưa chính xác rồi, hơi vội vàng rồi. Tiếp tục. Em anh là bầu bí ạ. Bầu bí đáp án hoàn toàn đúng. Bầu bí thì người phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai, bụng to, đi lại nặng nề, bầu bí. Mời bạn giành tiền thưởng. Em cảm ơn ạ. Miếng ghép thứ 9, mời hai bạn. Mời Tú Anh. Em xin đoán là chuyện cười ạ. Hoàn toàn đúng, đó là chuyện cười, rất nhanh. Hai bạn đang tỏ ra là rất thông minh, rất nhanh nhẹn. Chuyện cười là những câu chuyện kể dùng hình thức gây cười để giải trí hoặc để phê phán, nhẹ nhàng, chuyện cười. Miếng ghép thứ 10. Mời các bạn. Gì đấy ạ? Mời Tú Anh. Em xin đoán là ma... ma đao. Đây không phải cái đao. Tiếp tục. Đấy. Em thanh là ma giáo ạ. Ma giáo hoàn toàn đúng. Gian xảo, bịp bợm. Ma giáo ý nói là những cái người mà dùng những cái thủ đoạn ma mãnh, gian xảo để đạt được mục đích. Mời bạn. Một tràng vỗ tay để chúng ta kết thúc phần này. Bạn Thu Anh đang có 600.000 đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Bạn Thúy Hạnh đang có 1.500.000 đồng. Kết thúc vòng 2 rất nhanh. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Nào, phần 3. Đây là những cơ hội cuối cùng để kết thúc phần này, chúng ta biết ai sẽ bước vào vòng 4. 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép có giá trị là 500.000 đồng tiền thưởng. Miếng ghép thứ 10 có giá trị là 3 triệu đồng. Các bạn có hỏi gì không? Không. Biết rồi nhá. Sẵn sàng, đây là gì? Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là không tặc ạ. Đáp án chính xác, không tặc. Không tặc là những kẻ thực hiện hành vi khống chế máy bay nhằm để khủng bố hay làm hại những người trên máy bay. Thì tất cả những cái hành vi, hành động liên quan đến khống chế máy bay đều gọi là không tặc. Không tặc. Kể cả những tên mà đang ở dưới mà nó chiếm trạm không lưu chẳng hạn, để nó thay đổi đường bay hoặc nó có những thông tin sai lệch thì chúng cũng thuộc những tổ chức không tặc. Mời bạn. Mở chi tiết.
5 giây dành cho bạn. Em không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ hai. Xin mời. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là đèn chiếu ạ. Lại một đáp án đúng nữa từ phía bạn Tú Anh. Chúc mừng. Đèn chiếu là dụng cụ quang học để chiếu lên màn ảnh một ảnh thật phóng đại của một hình in hoặc vẽ trên phim, trên giấy hoặc trên kính. Đèn chiếu. Mời bạn nhận tiền thưởng. Vâng, số tiền thưởng đã hơn hẳn bạn là Thúy Hạnh rồi. Hơn 100 ngàn đồng. Mời bạn. Nhấn chuông để mở. Vâng, ô ở giữa rất quan trọng. 5 giây dành cho bạn. Em xin đoán là lá phát sáng. Chưa chính xác. Lá phát sáng chưa chính xác. Miếng ghép thứ 3. Mời Tú Anh. Em xin đoán là ô cửa. Chưa chính xác. Không phải ô cửa mà là... Em thay là cửa ô ạ. Hoàn toàn đúng, đó là cửa ô. Là nơi ra vào thành của thời phong kiến thì gọi là cửa ô. Ở Hà Nội mình thì có ô quan trường này, ô cầu giấy này, ô đống mác, ô cầu rèn và ô chợ dừa. Có 5 cửa ô. Mời bạn. Mở. Năm. Em không có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Thiếu chi tiết ở dưới này là sẽ biết đây này. Miếng ghép thứ 4. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thấy anh là máy in tiền ạ. Hoàn toàn đúng, đó là máy in tiền. Thiết bị chuyên dụng để in ra những đồng tiền. Máy in tiền. Mời bạn. Rất nhanh ở phần này. Mở. Năm, bốn. Chưa câu trả lời vẫn chưa có câu trả lời. Cứ trả lời mưa, cây đa chẳng hạn thế. Miếng ghép thứ 5. Hình này rất dễ. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là bơi, tam bơi. Tiếp tục. Tiếp tục. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thấy anh là hồ ba bể ạ. Hồ ba bể. Một tràng vỗ tay cho bạn Thúy Hạnh. Đáp án chưa chính xác, vẫn còn cơ hội dành cho các bạn. Tiếp tục. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là ba bể ạ. Không đúng. Các bạn nhìn thấy cái gì trên bể? Số 3. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thanh là 33 ạ. 33. Động vật thuộc họ rùa sống ở nước ngọt, mai không có vảy mà được phủ bằng lớp da mềm, bơi nhanh và lặn được rất lâu. 33. Chính là cái con mà chân thì giống chân vịt, có màng. Thịt thì thơm như thịt gà, da thì dày như da trâu mà đầu thì như con rắn. Đó. Xin mời bạn. Cảm ơn ạ. Mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Miếng ghép thứ 6. Đây là gì? Giá mặt cười ạ. Không phải, đây không phải cái giá. Tiếp tục. Em thấy anh là mặt mẹt ạ. Mặt mẹt. Ý mặt mẹt là gì? Khi mà làm một việc gì đấy xấu hổ ạ. Thì hay bị mọi người nói là mặt mẹt ạ. Đáp án chính xác. Mở. Năm. Bốn. Em thưa anh là xếp lá thành tiền ạ. Xếp lá thành tiền, chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Hai từ. Em thưa anh là ly hôn ạ. Chưa chính xác. Theo các bạn cái này được làm bằng... Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là chạm ly ạ. Chưa chính xác. Theo các bạn là hai cái ly này được làm bằng gì? Thủy tinh ạ. Hả? Mời bạn Thúy Hạnh. Em thay là yêu tinh ạ. Đáp án chính xác, đó là yêu tinh. Theo truyền thuyết
thì đây là nhân vật độc ác, tinh quái, chuyên hãm hại người khác, đồ yêu tinh. Mời bạn nhận tiền. Mở. Năm, bốn, ba. Em đây là cây kim tiền ạ. Không đúng. Miếng ghép thứ 8. Em thanh là nhạc mẫu ạ. Nhạc mẫu là đáp án hoàn toàn đúng. Nhạc mẫu. Từ Hán Việt, đây là từ dùng để chỉ mẹ vợ, gọi là nhạc mẫu. Xin mời. Anh có thể gợi ý được không ạ? 5, 4, tôi không gợi ý được trong thời gian này. 3, 2, 1. Bây giờ tôi sẽ gợi ý. Hết quyền trả lời. Và người nào trả lời được miếng ghép thứ 9 ấy, thì người đó sẽ có quyền trả lời ở phần này. Ba từ. Em thay là biển lửa. Không đúng. Mời bạn Thúy Hạnh. Em thay là bờ biển lửa. Không phải. Mời bạn Tú Anh. Em xin đoán là thủy hỏa. Không phải. Thúy Hạnh. Em thay là biển cát lửa. Không đúng, hai từ. Mời bạn Tú Anh. Lửa biển ạ. Không phải. Tên một địa danh. Chắc chắn các bạn đến rồi, mời bạn Thúy Hạnh. Em thanh là bãi cháy ạ. Chuẩn luôn. Nó chính là bãi cháy. Thế nào bạn Tú Anh? Đúng rồi đúng không? Bãi cháy một địa danh du lịch nổi tiếng ở Hạ Long, Quảng Ninh. Mời bạn. Mở. Xin mời. 5, 4, 3 từ. 3, 2, 1. Thật tiếc các bạn đã không đưa ra đáp án của miếng ghép thứ 10 mà bỏ phí đi 3 triệu đồng tiền thưởng. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Hành động của cậu này gọi là gì? Hái lá. Hả? Hái ạ. Rồi, hái cái gì? Lá. Bỏ đi. Xuống đây nó thành gì? Tiền ạ. Tiền. Ok. Gì nào? Hái ra tiền. Đơn giản, hái ra tiền. Đáp án miếng ghép thứ 10 của chúng ta. Thật tiếc là cả bạn Tú Anh, bạn Thúy Hạnh không trả lời được. Nào chúng ta cùng xem số tiền thưởng mà hai bạn đã giành được. Tú Anh đang có 1.600.000 đồng. Xin chúc mừng. Bạn Thúy Hạnh với việc xuất sắc quay trở lại, bạn đang giành 5.000.000 đồng. Đương nhiên rồi, Thúy Hạnh là người bước vào vòng 4 của chương trình. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải chia tay bạn Tú Anh. Bạn sẽ ra về với số tiền thưởng bạn có được cộng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Xin gửi tặng bạn món quà của chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn anh. Xinh đẹp và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 4 của chương trình. Và người bước vào vòng 4 không ai khác, đó chính là bạn Thúy Hạnh, người đang giành 5.000.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ có 60 giây để vượt qua thử thách của chúng tôi. Vâng ạ. Bạn sẽ có 60 giây để bạn giành điểm thưởng. Bạn sẽ có 60 giây để bạn giành chuyến du lịch. Tất cả chỉ nằm trong 60 giây mà thôi. Bạn là người đã 2 lần quay trở lại chương trình. Lần này rõ ràng là bạn bản lĩnh hơn, tự tin hơn. Đương nhiên bạn giành điểm rất cao. Bạn đoán thôi là bạn sẽ vào trả lời được câu số bao nhiêu? Trước tiên là em sẽ cố gắng chinh phục câu số 11 ạ. 11. Sau đó đến câu 15 ạ. Quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho bạn. Bạn yên tâm, tôi cũng sẽ ủng hộ cho bạn để tôi nói rõ về luật hơn nhé. Vâng ạ. 15 câu được đánh số từ 1 đến 15 được bố trí theo tầng. Ở tầng 1 có 5 câu và ở tầng 5 có 1 câu. Bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một miếng ghép ở tầng 1. Tương tự như vậy, muốn lên tầng 3 phải trả lời được miếng ghép ở tầng 2. Chúng ta cùng xem là mỗi tầng sẽ có số điểm thưởng là bao nhiêu.
1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Vâng. Ô số 11. Nhiều khi giải thưởng của ô số 11 còn lớn hơn cả giải thưởng ô số 15. Tour du lịch trị giá 13 triệu 980 ngàn đồng tới Thái Lan chính là phần quà dành tặng cho người chơi tuần này. Theo đó, bạn sẽ được trải nghiệm các môn thể thao dưới nước tại thiên đường biển Dôn Tiên dài 6 km, du thuyền trên sông Khao Phraya, chiêm ngưỡng quần thể chùa tháp lung linh trong ánh hoàng hôn, rồi ngợp trong hàng ngàn cánh bướm đa sắc của 3.000 loài tại vườn bướm. Thái Lan còn chào đón bạn đến đảo San Hô và chương trình nghệ thuật đặc sắc của Hoa hậu chuyển giới tại thành phố biển Pattaya sôi động. Đừng quên nơi đây còn có hàng chục trung tâm thương mại, chợ chơi để bạn mỏi chân khám phá và lễ hội hoa đăng Loi Kra Thông rực rỡ sắc màu vào tháng 11 nhé. Vietjet Tour hy vọng được đồng hành cùng bạn. Bạn đi Thái Lan bao giờ chưa? Em chưa. Chưa đi Thái Lan bao giờ mà cái này dành cho hai người đấy. Nếu mà được đi bạn sẽ mời ai đi cùng? Là em sẽ đi với người thân trong gia đình ạ. À, đi với người thân trong gia đình à? Chưa có đối tượng nào khác ngoài người trong gia đình. Chú ý nhé, tập trung nhé, tất cả sẽ là của bạn nếu bạn vượt qua nó trong vòng 60 giây. Nào. Sáu mươi giây bắt đầu. Số 1 ạ. Số 1. Cổ đông ạ. Cổ đông đáp án chính xác, đó là cổ đông. Số 9 ạ. Số 9, mời bạn. Cổ nhân ạ. Cổ nhân chính xác. Cố gắng lên nào. Số 11 ạ. Thái Lan. Đây là gì? Chú ý ghép 3 đối tượng vào. Là gì? Nơi quan trắc các hiện tượng liên quan đến. Tôi không thể nói ra được. Cái gì đây? Cái gì? Nào, đây là cái gì đã nào? Không phải cái cân đâu, mà là. Ôi, sao nó lại là cái cân nhỉ? Là cái gì mà bấm phát nó phát ra tiếng nói rồi có cái tay cầm? Đài ạ. Hả? Đài ạ. Đài, rồi phía trên là gì? Mặt trời ạ. À, mặt trời. Rồi, ở dưới là gì? Bài kiểm tra. Đáp án của chúng ta là đài thiên, đài tra. Thiên văn. Chúng ta cùng xem số điểm, tổng số điểm bạn nhận được là bao nhiêu. Vâng, 7 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời bạn. Kết thúc chương trình của chúng ta rất nhanh. Thật tiếc là bạn bỏ phí chuyến đi du lịch Thái Lan. Nhưng mà không sao, lần này bạn quay trở lại đúng là lợi hại hơn xưa thật. Vâng ạ. Xin mời bạn nhận quà của chương trình và số tiền thưởng bạn giành được. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và may mắn. Em cảm ơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đuổi Hình Bắt Chữ số tiếp theo. Chào anh Xuân Bắc đẹp trai và rất dễ mến ạ. Em thích anh Xuân Bắc ạ, anh Tự Long ạ. Cứ người nào thì là Bắc đều được. Tôi thấy bạn chuẩn bị kỹ càng lắm rồi mà sao nó phải nói nhanh và cứ bị vấp thế. Đại đường. Một tràng vỗ tay dành cho Hải Đăng. Chưa chính xác. Mời các bạn đón xem vào 19h50 thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 trên kênh 1 Đài Phát Hành Truyền Hình Hà Nội.